một chiếc áo lưu đầy vừa ấm vừa đẹp, có lẽ bạn sẽ cấm. Xinh xỉu luôn mọi người ơi. Hình thiêu nè, mũ siêu to luôn. Mùa đông mà mặc em này thì hết sảy nha. Alo alo, bác nào tím hoodie dày xịn đâu? Em này phải gọi là trên cả chữ xịn luôn nha. Vẫn là chất hoodie nỉ bông dày mịn mướt, siêu đỉnh luôn. Nhưng lần này đặc biệt hơn là in phản quang đằng sau đây nha. Hình như vừa phản quang vừa in nổi đúng không các bác? Diện một set siêu basic rồi chùm em này lên là xong nè. Mà trùng hợp thế nào 24 cũng là số tuổi của tôi luôn. Bác nào muốn xà máu đôi thì tham khảo nha. Chứ tôi là tôi vừa đặt thêm một cái rồi á. Đồ đẹp đâu có mặc một mình được. Mẹ của tôi cứ bảo cái hoodie xám tôi ưng là cái bị tải các bác ạ. Ở đây thì có anh em nào cứ bị đam mê đồ rộng như tôi không? Kiểu người thì bé nhưng mà cái gì cũng phải rộng thêm 1-2 size ấy. Cho anh em xem cái chất vải xịn sò của nó này. Quả mũ hai lớp cứ bị dày dặn ấy nhở. Mình mặc hoodie là cũng phải trùm mông mới chịu được các bạn ạ. Vì thế là lắm lúc họ hàng cứ hỏi là cháu mặc đồ của người yêu à cháu. Nhưng mà cháu làm gì có người yêu đâu. Đây sẽ là chiếc áo hoodie dành cho những người cô đơn. Mùa đông mà không có người yêu thì cần một cái áo ấm để tự ấm bản thân thôi mọi người ơi. Bên trong là lớp lót nỉ bông nha. Lần này mình chọn màu xanh cho nó lạ mắt, đúng kiểu màu của mùa đông luôn ấy. Nếu mà T-Lab cải thiện phần mũ to hơn một chút thì mình sẽ ưng hơn, nó hơi bé, mặc dù mình mặc size L nha. Trên mũ có phần tag như này đây. Nói chung là nhìn màu áo ở ngoài đẹp hơn là mình mong đợi khi mà mình nhìn ở trên ảnh luôn ý. Cơm em tự biết nấu, dạo phố em tự đi được, tiền em cũng tự biết kiếm, tiền điện, tiền phòng, tiền nước em cũng tự trả, thích gì thì em tự mua. Thế cho nên nếu như sự xuất hiện của anh chỉ mang đến thêm phiền phức, vậy thì anh cút xa ra. Gen Z mà không mặc hoodie thì đúng là sai lầm. Đây có lẽ là cái con hoodie ngon bổ rẻ nhất trong cái tủ đồ của mình cho đến hiện tại. Nó có cả màu đen trắng nữa cơ, nhưng mà mình nghĩ là hai cái màu đấy nó quá phổ biến rồi, cho nên là mình đã chốt cái con cam đất này. Bên ngoài màu nó xinh lắm nha. Màu nó sẽ đậm hơn trên video mình quay một chút nha. Nó kiểu thiên về màu cam đất ấy. Không biết mọi người thấy sao, nhưng mà mình thấy màu này nó khá là tôn da. Còn chất vải là kiểu nỉ bông ấy, cũng khá là dày dặn. Hình in thì cũng sắc nét, và mình nghĩ là cái hình in này nó không bong đâu, tại vì nó in chìm luôn vào vải. Điểm trừ duy nhất mà mình dành cho con áo này chính là cái phần bo chun của nó không được dày dặn cho lắm ấy. Nhưng mà mình nghĩ với một con áo giá rẻ như thế này thì nó cũng quá là ok rồi. Thực ra mình là con trai nhưng mà cũng rất là thích mặc cái kiểu áo mà vừa rộng vừa dài, xong rồi thò mấy ngón tay ra ngoài như này này. Trông nó hay mà đúng không? Mà nó còn ấm nữa. Đây cái áo mình đang mặc đây, đẹp mà giá rất là hợp lý nhá. Mình thấy những cái áo trắng như này rất là dễ phối đồ ấy. Kiểu cảm giác như là chỉ cần mở tủ ra chọn bừa một cái quần nhá, mặc chung với cái sweater là có ngay một bộ đồ đẹp để đi chơi rồi ấy. Áo này bên trong nó có lót bông, ấm phết. Đi một đôi Converse, mặc một cái quần jean ống rộng, xong rồi sơ vin nó vào, thế là thành chàng trai mềm mại ngay. Còn bạn nào mà thích kiểu trên đông dưới hè thì chế luôn của quần short như này cũng được. Đi thêm đôi giày trắng cho nó cùng màu với cái áo. Trông vẫn rất là đẹp, nó đẹp theo kiểu năng động và nam tính hơn một tí ấy. Mình mới xúc được thêm một cặp Zealand, form rộng, lại còn khá là vintage nữa. Lần trước thì mình xúc được hai cái Zealand ở chỗ họ, rất là ưng bụng nên là mình làm thêm một cặp nữa. Lần này thì có vẻ như là len nó mỏng hơn, nhưng mà mịn hơn chút do là nó là cái len lông thỏ. Cảm giác sờ vào rất là sướng. Áo thì nó có cái họa tiết caro màu be nâu này. Tổng thể thì nhìn khá là nhẹ nhàng, vintage, nhìn rất là đẹp. Và cái quan trọng là cái form của nó cũng rất là to rộng nữa. Mình ship thêm một cái nữa cho bạn gái. Được một cặp vintage quá đẹp luôn. Mình thấy là mặc cùng mấy quần nhung tâm ấy là đậm chất vintage luôn. Đấy, các bạn nào mà thích thì cứ múc đi nhá. Hello, tiếp tục chuyên mục quần chất cơ nha. Vải thun poly mặc lên thoải mái lắm. Nè mà có túi sau là tôi thích rồi. Này dài 95, ống rộng thì 40. Mặc được hai kiểu luôn á, kiểu thứ nhất là dạng ống đứng, áo chung sóc luôn đó mọi người. Quần unisex nên em nữa đều mặc được hết. Kiểu thứ hai là bo chun như vậy nè. Túi sau mặc size M là vừa đẹp luôn. À hình in sắc nét nữa, nói chung không tìm được chỗ nào để chê luôn á. Có một 39 cành là đúng kiểu ngon bỏ rẻ thật sự. Bye bye. Rất nhiều bạn muốn mình review quần để đi học. Clip này để dành cho các bạn nha. Mãi mình mới tìm được một shop ưng ý, tất cả đánh giá đều 5 sao, khen là quần chất vải mềm đẹp. Nên là mình đã đặt ngay một chiếc về để review cho mọi người, và em nó đã không làm cho mình thất vọng. Em quần màu kem này màu sắc rất xinh, dễ phối đồ, lại còn không bị lộ bên trong. Em quần này kiểu dáng baggy basic nên phù hợp với tất cả mọi người nhá. Học sinh hay sinh viên đều mặc được hết. Từ khi vừa mở gói hàng thì mình đã thấy chất vải của em này rất mịn. Em này là loại quần baggy đơn giản, có hai túi trước, hai túi sau và một chiếc cúc màu bạc. Ngoài mềm mịn ra thì mình thấy chất vải rất là dày dặn. Tuy là quần màu trắng nhưng không hề bị lộ. Một chiếc quần vô cùng xinh và lại dễ mix đồ, nên mình nghĩ cô gái nào cũng có ít nhất một chiếc quần như thế này trong tủ đồ. Nào bây giờ ai cần hack chiều cao nào? Mình kiếm được hai cái item này cứ phải gọi là xuất sắc, mà kiểu rất hợp cho cô nàng mét rưỡi chứ. Một chiếc quần jean siêu lạ, jean màu đen với cả viền chỉ nổi trắng, là kiểu nhìn nổi bật xinh cùng. Nè là túi thật ha, mọi chi tiết về đường may hoặc các thứ đều rất là cẩn thận chỉnh chu. Điểm nhấn đây này, cái phần ống quần được xẻ và có cái viền ren vừa độc lại vừa xinh trông lạ nhỉ. Mà quần này thuộc dạng ống suông á mọi người, chất vải dày dặn lắm, mặc lên ăn gian chiều cao lắm luôn đấy.
ra size S thì mình mặc có hơi rộng bụng một chút xíu nên là phải thắt lưng, nhưng mà nó đẹp lắm mọi người ơi. Nhất là ở cái phần xẻ ấy, vừa ăn gian chiều cao lại vừa hách chân, quá đỉnh. Thôi chắc là mình vẫn phải đi bobeo thì mới vừa. Em thứ hai là một món đồ hách tuổi. Có ai lớn to đầu rồi còn thích mặc yếm không nhỉ? Bạn này màu xanh lá xinh lắm, chứ không kiểu bị chóe quê đâu. Chất liệu jean cũng dày dặn, phần dây có thể được điều chỉnh, có túi trước ngực và túi hai bên cạnh. Chỉ của bạn này cũng được may cùng màu, nên là nhìn cute cực. Bạn này thì không có size á, nên là bạn nào nặng cân hơn mình hoặc là nhẹ cân hơn thì vẫn mặc được nhá. Ta nói nó cute hụt me gì đâu ấy, hách tuổi quá mọi người ơi. Mà cái yếm này là dễ kết hợp nhất luôn ấy, mặc về cái gì cũng dễ. Dạo này ho quần áo nào cũng thành công, mừng rớt nước mắt. Nhớ follow để xem video của mình mỗi ngày nhá. Mẫu quần độc lạ mà bạn nên có. Đôi chân rồi quanh đê gấp phút xa gù bê bì mát. Cùng dè đôi mà anh ta phút xa bù lì mì gói. Đưa vào đôi mà anh muốn chết với mà ông mình thất. Nâng tựa là ai xin nên đúng như không ai thường ngất. Đứng chơi đêm tiếng khác đang nhẹ nhàng lướng qua. Tiếng xe để tình đã đánh xem như duyên chúng. Thức trắng đêm thì nghe tiếng em. Dịu dàng là ngày em đến. Giọng nàng là bài hát em. Nhẹ nhàng người cất lên. Khui hàng thôi. Trong này thì sẽ có hai món mọi người ạ. Thế luôn, hai em này xinh lắm. Đầu tiên là em này nhá. Hồi hộp. Là cái form nó sẽ ok. Em nó đây mọi người nha. Ui rộng lắm. Chất vải thì mình thấy không được dày như trên này, nhưng mà vẫn ok. Giờ để tôi thử nhá. Ta da. Đây là em nó mọi người ạ. Cái form áo thì rộng rãi, thoải mái, phù hợp cho các bạn nào hay mặc oversize như mình ý. Mỗi tội là vì vải nó hơi mỏng nên là nó không được đứng form cho lắm. Còn lại thì ok. Tay của em nó thì sẽ bo chun như thế này. Cả dáng của em nó đây nha mọi người. Em này mà mặc kiểu giấu quần hoặc là mặc với quần jean ống suông thì cũng rất là xinh. Chọn em nào? Em này có vẻ cùng tông hơn. Đeo vàng, thêm chú dây trắng, hoàn thiện outfit. Vậy là ok, xong rồi. Đi chơi đây. Cái hàng cúc này thì mình thấy khá là xinh nên là mọi người có thể mặc như thế này. À, em này là size lớn nhất nhá. Bye bye.